hạnh được trở lại với chương trình Phật giáo xưa giờ này của đài truyền hình Dược Phát TV. Và trong cái chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với đề tài Kinh A Di Đà, bài thứ 3 trên 24 bài. Quán tưởng xen lộn gọi là tạp tưởng quán. Quán tưởng thân Phật cao 1.6 trượng, ngự ở trên ao nước đầy đủ cái 8 cái công đức, hoặc cái thân Phật cao lớn đầy khắp cõi hư không, tức quán tượng chân thật của Đức Phật, hoặc quá thân của Phật, hoặc thân to lớn, hoặc thân thấp nhỏ, hoặc thân cũng toàn sắc vàng rồng. Hai đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cũng vậy. 14 đó tức là quán tượng giảng sanh cấp thượng phẩm. Thượng phẩm sanh quán tức là người sanh tịnh độ y theo cái lúc tu nhân mà sanh về một ở trong ba cái cấp, tức là thượng, trung, hạ. Mỗi cấp lại chia ra ba phẩm thượng, trung, hạ, cả thảy là 9 phẩm. Quán tưởng các cái hành giả sanh cấp thượng phẩm tự mình phát ra ba loại tâm, đó là tâm tu từ tâm. Tu từ tâm là không giết hại, đọc kinh điển Đại Thừa, vân vân. Khi lâm chung được Phật và Thánh chúng tiếp dẫn sanh về cái cõi tịnh độ, được mọi cái lợi ích thù thắng. 15 là quán tưởng giảng sanh cấp trung phẩm, trung phẩm sanh quán. Quán tưởng các cái hành giả hành trì 5 giới, 8 giới, tu hành hiếu dưỡng phụ mẫu, vân vân. Khi lâm chung được Phật và Thánh chúng đến tiếp dẫn giảng sanh. 16 là quán tưởng giảng sanh cấp hạ phẩm, là hạ phẩm sanh quán. Quán tưởng những người tuy tạo nhiều nghiệp ác, nhưng trong giờ phút lâm chung may mắn gặp được cái bậc thiện tri thức dạy bảo mà biết xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Đó, cái thần tướng niệm Phật, niệm Phật đạt đến cái chỗ vô niệm, không còn cái chủ thể và cái đối tượng. Pháp quán này mang sắc thái thiền hơn là tịnh độ, cho nên không phổ biến được. Cái phương pháp tu tịnh độ được nhiều người chấp nhận và hành trì nhất là trì danh niệm Phật. Ai thực hành cũng được, có thể niệm lớn tiếng Phật, niệm lớn tiếng gọi là cao thanh trì, niệm thầm gọi là mặc trì, mấp máy môi là không có tiếng gọi là kim can trì. Người xưa còn đưa ra 4 cái sắc thái niệm Phật, hòa quán niệm Phật và niệm từ từ, không cần gấp, không nôn nóng, chỉ cần bền trí dưng tâm. Có thể vừa làm vừa niệm Phật, không cần tu mau kẹo trễ. Thứ hai là tri đảnh niệm, là đưa câu niệm Phật nằm ở trên đỉnh cao của dòng tâm thức, nghĩa là niệm Phật luôn hiện tiền, không bị chi phối bởi cái công việc quyết chí. Đó, quyết chí cao ấn định thời gian và cần có cái kết quả rõ. Thứ ba là thiền định niệm, tức trụ tâm vào định rồi sử dụng cái tâm định ấy mà niệm Phật. Đây là cái lối tu dựa trên cái cơ sở truyền thống nguyên thủy. Khi tâm đạt định hướng, tâm ấy về tam minh. Ở đây hành giả hướng tâm về cõi tịnh độ
và Đức Phật A Di Đà. Thứ tư là tham cứu niệm, là cách niệm Phật ảnh hưởng thiền công án, như nêu câu niệm Phật. Niệm Phật là gì? Sự nung nóng nghi tình đến đỉnh cao sẽ bung dở cái ý thức và giác ngộ. Cái sắc thái này mang dấu ấn của thiền hơn là tịnh độ. Tịnh độ tông chú trọng vào cái niềm tin của cá nhân của Đức Phật A Di Đà. Cái pháp tu chủ yếu là niệm danh hiệu Phật A Di Đà và quán tưởng đến cái thế giới cực lạc. Đây là một tông phái được phổ biến rộng rãi nhất và cũng được nhiều cái tông phái khác phổ biến và hành trì. Cái pháp môn niệm Phật là cái con đường tu tập khá phù hợp với nhiều cái căn cơ khác nhau. Thực ra cái pháp môn niệm Phật có từ thời cái Phật giáo Nguyên Thủy lần Đức Phật dạy. Các cái đối tượng quán tưởng trong đó niệm Phật là đứng đầu, vì đây là cái đối tượng dễ đưa tâm vào cái chánh niệm. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, cái ý nghĩa về Phật lực đã được bao hàm trong cái pháp niệm Phật qua cái thời kỳ Tiền Đại Thừa. Đó là Luận Sư Na Tiên, còn gọi là Na Tiên Tỳ Kheo, chủ trường thiết cứu độ qua cuộc vấn đạo của vua Hoàng đế Hy Lạp, tức là cái ông vua Milada. Vua cho rằng không thể chấp nhận được khi một người ác lại được cứu độ nếu y tin tưởng vào một vị Phật vào đêm trước ngày chết. Đó, Narasana đáp rằng: một cái hòn đá dầu nhỏ cách mấy vẫn chìm ở trong nước, nhưng một tảng đá lớn vẫn nổi ở trên mặt nước nếu đặt lên thuyền. Vì sao? Các luận sư Đại Thừa triển khai triệt để hơn về cái thuyết Phật cứu độ. Và qua cái kinh điển Tịnh Độ Tông tiêu biểu cho luận thuyết ấy. Cái con đường giải thoát của Đạo Phật căn bản là ở tâm, tức là cái nỗ lực cá nhân. Cái pháp môn tịnh độ vẫn không ngoài cái đường lộ ấy. Cái hòn đá lớn nhờ thuyền chở mà nổi trên nước, nhưng cái vật chuyển hòn đá ấy lên thuyền phải là cái công phu tự thân để có được mười niệm, nhất niệm và sự cứu độ của Phật. Hành giả phải có công phu tích tụy lớn, nghĩa là có một cái quá trình tu tập sau này. Khi các cái tông phái phát triển đã ảnh hưởng đến cái tư tưởng tịnh độ, nhất là cái tư tưởng tịnh độ tại tâm, như là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, làm cho cái pháp môn tịnh độ có cái tính tự lực nhiều hơn. Nhưng có lẽ đó không phải là cái bản ý của tông tịnh độ. Để kết luận, xin dẫn lời bàn về niệm Phật của nhà vua Thiền sư Việt Nam đó vào thời Trần, tức là Trần Thái Tông, ở trong cái tác phẩm Khóa Hư Lục. Người niệm Phật có ba bậc: bậc thượng trí thì tâm tức Phật, chẳng nhờ tu chứng. Thân Phật là thân ta, không có hai tướng, tánh tướng không hai, tịch mà thường, còn con mà chẳng biết. Đó là hoạt Phật. Bậc trung trí phải nương vào niệm Phật, chú ý chuyên cần niệm Phật, không quên tự nhiên thân thiện, niệm thiện. Một khi niệm thiện đã hiện niệm, ác niệm đó thì liền tiêu tan. Niệm ác đã tiêu thì gì còn gì? Vì chỉ còn cái niệm thiện. Bởi niệm ý niệm niệm, niệm tất diệt niệm. Khi niệm đã diệt, ác về tranh đạo. Tới khi mạng chung được vui ở cảnh giới Niết Bàn,
ba lịch hạ trí, thì miệng chuyên niệm lời Phật, tâm muốn thấy tướng Phật, thân nguyện sanh về nước Phật, ngày đêm siêng năng không thối chuyện. Sau khi mạng chung thì nhờ thiện niệm được sanh sang cái nước Phật, nghe Phật nói pháp mà chứng đạo Bồ Đề. Kết luận ba hạng người trên đây sâu cạn khác nhau, nhưng cái mục đích và kết quả là một. Tuy nhiên bậc thượng trí nói thì dễ, làm thì khó. Còn bậc trung trí nếu chuyên cần nỗ lực sẽ thành tựu trong đời này, nhưng nếu nghiệp nặng chưa dứt thì khó thành tựu. Bậc hạ trí lối tu này lấy niệm Phật làm nấc thang, bước từng bước vững chắc được qua nước Phật rồi thì chí nguyện sẽ thành vậy. Muốn thành tựu cái siêu việt ấy phải bắt đầu bằng cái đơn giản, đó là gì? Thắp hương. Hương đây tức là tâm hương chính mình. Đi vào kinh văn A Di Đà. Kinh văn Phật thuyết A Di Đà kinh có nghĩa là Phật nói kinh A Di Đà. Cái bộ kinh này do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, gọi là kinh A Di Đà. Vì trước đã trình bày nghĩa của chữ kinh nên nay chỉ trích bảy tóm lược lại chữ kinh trong Phật giáo được dùng để chỉ cho lời Phật dạy dưới cái hình thức văn tự hay truyền khẩu, có nghĩa trị hướng thượng, phát triển đạo đức, nuôi lớn thiền định, phát sanh trí tuệ, giúp cho người đọc tụng được an lạc và hạnh phúc. Kinh điển là cái ngón tay để chỉ cho chúng sanh thấy được cái mặt trăng, là cái chiếc bè để đưa người sang sông giải thoát. Cái bản thân kinh điển không phải là mặt trăng và cũng không phải là bờ giải thoát. Mặt trăng ở đây ám chỉ cho chân tâm, Phật tánh và niết bàn. Người đọc tụng và thọ trì cần nương vào lời kinh để nhận ra được cái chân tâm, Phật tánh của chính mình, cũng như nương vào cái ngón tay để thấy được cái mặt trăng, và nương vào thiền để sang được bên bờ bên kia. Sau khi thấy được trăng cần phải biết và quên cái ngón tay. Sau khi qua được cái bờ rồi nên thả thuyền xuống sông để nó có thể giúp được nhiều người khác muốn sang sông. Đừng có cái thái độ chấp thủ và thủ thờ cái ngón tay đã giúp ta thấy được cái mặt trăng, cũng như cái chiếc bè đã giúp chúng ta qua được bên bờ kia. A Di Đà là cái phiên âm chữ Amitabha, đó là cái tiếng Sanskrit. Đó. A Di Đà còn có nghĩa là vô lượng quang. Vô lượng quang là gì? Tức là cái ánh sáng vô lượng. Và ánh sáng vô lượng đó còn có gì? Dạ có vô lượng thọ. Thọ là gì? Thọ là vô lượng. Đó. Đây là tên của một vị Phật quan trọng được tôn thờ nhiều nhất ở trong Đại thừa Phật giáo, gọi là giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc, và được nhân gian tin thờ sớm nhất trong cái lịch sử Phật giáo vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Phật tử theo Tịnh độ tông hay Phật tử niệm Phật tu theo Tịnh, hay là Phật tử tu theo phương pháp niệm Phật, đã tin thờ lan rộng. Nó không phải chỉ đơn giản ở tại Ấn Độ mà nó sang qua bên Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Đài Loan, dần dần. Coi Đức Phật A Di Đà
là cái biểu tượng cho từ bi và trí tuệ. Thường thờ tượng A Di Đà Tam Tôn, ở giữa là Đức Phật A Di Đà, bên phải là Đại Thế Chín Bồ Tát, bên trái là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật, sáu cái chữ hồng danh xưng niệm Phật hiệu đã trở thành cái câu niệm Phật quen thuộc và phổ biến rộng rãi ở trong cái giới Phật tử, xuất gia và tại gia, cũng như cư sĩ. Cái mức độ thông dụng ở trong cái sinh hoạt hàng ngày chứng tỏ cái lòng tín niệm của Phật tử, thể hiện ở câu chào hỏi khi gặp nhau gồm có bốn chữ A Di Đà Phật, người con Phật. Thường dùng câu niệm Phật này để chào nhau, tuy là một câu có sáu chữ ngắn gọn nhưng nó hàm chứa một cái tính lễ độ và một sự nhắc nhở cho nhau để thánh hóa cái tâm hồn mình. Cái điều đó rất quan trọng. Để làm gì? Để thánh hóa cái tâm hồn của mình qua cái hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Nam Mô phiên âm tức là tiếng Sanskrit có nghĩa là quy y. Quy y có nghĩa là quyết tâm dâng theo, cung kính và nương theo, gửi đời mình cho Đức Phật. Đây là cái giai đoạn thủy giác. Có cái nội dung bao gồm cái năng niệm trì giới, cái diệu quan đó, cái diệu quan sát của thế gian giới, là bắt đầu đi trên cái con đường giác ngộ. A Di Đà đó là cái tiếng Sanskrit có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó chỉ là cái năng lực bất tư nghì của Đức Phật A Di Đà. Đây là cái giai đoạn tương tục giác, có cái nội dung bao gồm tương tục niệm, thiền định, thâm nhập Phật giới, bình đẳng tánh trí, là liên tiếp trì niệm trên suốt cái hành trình giác ngộ. Phật là cái tiếng phiên âm của tiếng Sanskrit, tức là Phật Đà. Đó có nghĩa là giác ngộ, dứt khỏi cái luân hồi, giải thoát. Đây là cái giai đoạn bản giác, có cái nội dung bao gồm thành tựu sở niệm trí tuệ, là đại viên cảnh trí, vô tận sở hữu trí, duyên thành Phật quả. Niệm Phật, danh hiệu Phật A Di Đà là một cái tu nhanh chóng dễ dàng, dựa vào tha lực, nhưng tự lực là chính. Vì tha lực là cái ngọn đèn, quý vị phải nhớ, tha lực là cái ngọn đèn, tự lực là quý vị phải nương theo cái ngọn đèn và quý vị phải bước từng bước chân đi theo cái ngọn đèn. Và đại nguyện của Đức Phật A Di Đà bằng cách nhất tâm niệm danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật, để làm gì? Để trao dồi cái đức hạnh và so dịu những khổ đau trong mình và những người chung quanh trong cuộc sống mỗi ngày. Cái phương pháp tu đơn giản này cũng là cái phương pháp hữu hiệu giúp cho sự tự lực của chính mình thoát khỏi những hố sâu của tội lỗi bằng việc tự chánh niệm, bởi vì chánh niệm là ánh sáng tỉnh thức để giúp cho tâm thấy biết nhận định được ý nghĩa tốt đẹp của sự sống bằng cách biết sống đạo đức qua bốn cái tính từ bi hỷ xả sẵn có ở trong lòng mỗi người. 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là thành quả Phật do lòng từ bi hỷ xả trí tuệ của Ngài. Và nhờ thành tựu này mà cảnh giới tịnh độ Tây Phương được ra đời để tiếp dẫn chúng sanh giáng sanh cực lạc.
Niệm Phật là tự đưa mình hướng vào trong chuyển hóa những ý nghĩ, hành động và lời nói của chính mình theo chiều hướng thiện lành. Và 48 lời nguyện này để đạt được tự tánh thanh tịnh của bản thân. Sau khi đạt được tự tánh thanh tịnh thì hãy làm cho nó trở thành cái ánh sáng tỏa thấm tình thương vô tận cho mình cũng như cho người, để mọi người cùng nhau cảm nhận về cái sự có mặt hiện thời và cái chức năng hiện hữu của ánh sáng vô lượng và đời sống vô lượng trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Phật là gì? Chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã thành tựu Phật trải qua nhiều kiếp xa xưa, nhưng vì muốn khuyến hóa cho chúng sanh trên thế giới này nên thị hiện làm thái tử ở tại nước Ca Tỳ La Vệ xứ Trung Ấn. Danh hiệu của vị vua nước ấy gọi là Tịnh Phạn, phu nhân của vua gọi là Hoàng hậu Ma Gia. Theo quyền sử chép rằng Đức Phật Thích Ca thị hiện nhập vào thai Hoàng hậu Ma Gia. Đến cái đó là cái triều đại nhà Chu, vua Chiêu Dương, năm thứ 26, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Dật, thì thái tử được hạ sanh từ Hoàng hậu Ma Gia. Như thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa xuất gia chính là một vị thái tử. Vì sao lớn khôn thái tử tự nhận thấy kiếp cái nhân sinh phải chịu vô lượng khổ não? Ngài biết rõ cái nhân loại trên thế gian chỉ hoàn toàn đau khổ, không có một chút gì là an vui, nên Ngài quyết định từ bỏ những gì mà người đời yêu thích, tình yêu thương của phụ thân, sự tôn ký, sự tôn kính của thái tử, có sự mặn nồng của chồng vợ, xuất gia tu hành. Ngài xuất gia năm 19 tuổi, trải qua bao phen nóng lạnh của thiên nhiên, vượt qua khó khăn trên cái con đường tiên đạo. Đến năm 30 thì thành đạo. Sau khi thành đạo, Ngài chú du khắp nơi tuyên dương cái giáo pháp, độ người có duyên, và Ngài nhập Niết Bàn năm 80 tuổi. Vì sao gọi là Niết Bàn? Để chỉ cho sự vắng bóng của Đức Phật mà không gọi là viên tịch, băng hà hay quý tiên hay là chết. Vậy cái sự sai khác giữa đôi đàn như thế nào và Niết Bàn có nghĩa là gì? Trước tiên chúng ta hãy nghe Kinh Bát Đại Niết Bàn nói về cái giờ phút trước khi và trong khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Như Lai liền nói bài kệ: các cái hành vô thường là pháp sinh diệt diệt rồi tịch diệt là vui. Đại ý bài kệ nói rằng cái dạng pháp dạng vật không thường còn, vì đó là những thứ hệ có sinh ra là phải có diệt đi. Nghĩa là có sinh là có tử, có đầu là có đuôi, có khởi đầu là có chấm dứt. Nếu diệt được cái sinh diệt ấy, tức là chấm dứt được cái sự sanh tử, thì được cái vui gọi là tịch diệt. Sinh tử đây là sinh tử của thân và vật sinh diệt. Đây cũng chính là pháp duyên khởi mà Đức Phật đã chứng ngộ. Vì vậy Như Lai nói tiếp: các vị nên biết hết thảy mọi hành tướng đều là vô thường. Thân Như Lai này tuy là thể kim cương vẫn không khỏi lẽ vô thường. Đó, tại vì sao? Tuy là cái thân kim cương vẫn không khỏi cái lẽ vô thường
biến thiền, gọi là biến thiền, đúng không? Trong cái nẻo sanh tử rất đáng sợ, hãi hùng. Các vị nên siêng làm hạnh tinh tấn, cầu mong ra khỏi cái hố thẳm sinh tử này. Đó là lời dạy cuối cùng của Như Lai. Thời nhập Niết Bàn đã đến. Ngay khi ấy, Như Lai vào sơ thiền, ra sơ thiền, vào nhị thiền, ra nhị thiền, vào tam thiền, ra tam thiền, vào tứ thiền, và ra tứ thiền. Vào không xứ, ra không xứ, vào thức xứ, ra thức xứ, vào vô hữu xứ, ra vô hữu xứ, vào phi tưởng, đó, vào phi tưởng, phi phi tưởng xứ, ra phi tưởng, phi phi tưởng xứ, vào dứt tân định. Đó, lúc đó đó, Ngài A Nan thấy Đức Như Lai im bặt không nói, thân thể không dao động, liền rơi lệ nói rằng: Đức Thế Tôn nay đã nhập Niết Bàn rồi. Bây giờ đó thì Ngài A Nậu Lâu Đà bảo Ngài A Nan: ngay bây giờ Đức Như Lai chưa chẳng biết bạn. Đó, phải xác định thật là rõ. Thì Ngài A Nậu Lâu Đà bảo Ngài A Nan: ngay bây giờ Đức Như Lai chưa chẳng biết bạn đâu. Sở dĩ Ngài im lặng, thân không dao động, chính vì Ngài nhập diệt tân định. Phải, Ngài đang nhập diệt tân định. Đức Thế Tôn ra diệt tân định là trở vào phi tưởng, phi vi tưởng xứ, và lần lượt cho đến vào sơ thiền, ra nhị thiền, vào tam thiền, ra tam thiền, vào tứ thiền, và Ngài ở nơi đây, Ngài nhập Niết Bàn. Hai đoạn kinh này ở trên đã chỉ cho chúng ta thấy Phật không có chết. Cái chết của phàm phu mà Ngài đã nhập định không phải một nhập định hữu hạn, mà vô cùng vĩnh viễn. Vì Ngài đã tận diệt phiền não, sinh tử đã lìa mọi tướng, vào chỗ vắng lặng vô cùng vô tận. Đây là nghĩa đại khái của danh từ nhập Niết Bàn. Tóm lại, Niết Bàn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt. Đó chính là chân như thật tướng của Phật đại chứng, là đạo lý thường hằng không thay đổi. Vì muốn giáo hóa chúng sanh nên Đức Phật thể hiện những hình tướng nhập thai, xuất thai, đến khi giáo hóa chúng sanh hoàn tất, Ngài trở về với chân như thật tướng bổn lại không sanh cũng không diệt. Thế nên gọi là Niết Bàn. Người ở trong thế gian đều không hiểu đạo lý ấy này. Nghe Đức Phật nhập Niết Bàn liền cho rằng Đức Phật đã chết, chứ không hiểu được Phật là một bậc thường hằng bất tử. Vì nghĩa lý ấy vô cùng sâu sắc, vô cùng sâu rộng, không thể dùng tâm phàm phu để suy nghĩ, cũng không thể dùng lời nói để mà luận bàn. Thực tại là một việc không dễ dàng. Nhưng vì sợ cảnh nước trong đá, đá lạnh mặt đá, nước sâu mặt tình, người đời thờ ơ với giáo pháp, nên mượn lời diễn giải của chư tổ và dẫn chứng từ kinh điển, mong rằng sẽ giúp ích cho quý hành giả trong cái quá trình tu tập. Sở dĩ Đức Phật có thể nhập Niết Bàn an nhiên tự tại trong chúng sanh phàm phu thì đây là việc không thể nào làm được như chư Phật. Đó là vì chư Phật là bậc đã giác ngộ, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì còn có 3 thân, đó là một thân tu hành được kết quả thành Phật. Điều là ba thân này có những gì? Theo cái tinh thần của kinh Quán Nghiêm Pháp Hoa, thuộc cái hệ thống kinh điển của Phật giáo phát triển, thì sự ra đời của quá độ của Đức Phật Thích Ca chỉ là thi hiện ứng thân Phật ra đời dưới cây vô u, đến lúc
trưởng thành quyết trí xuất gia tại trải qua một cái thời gian tầm sư học đạo và khổ tu khổ hành ép sát ở chốn rừng già, nhập định dưới cội Bồ đề 49 ngày và giác ngộ thành Phật, mở cái phương pháp quá độ chúng sanh suốt 49 năm, hay có nơi viết là 45 năm rồi nhập niết bàn. Đó là ứng thân của Phật, ứng theo cơ duyên mà thị hiện ra với những cái hành trang nhằm hóa độ chúng sanh. Tùy nghi mở cái phương tiện thiết pháp đem lại cái lợi lạc cho mình và cho người. Báo thân Phật là cái thân kết tinh của trí tuệ và cái công đức, cái phước báo mà Đức Phật đã tu tập thành tựu hạnh nguyện Bồ Tát trong vô số kiếp. Từ lúc mới phát tâm tu tập cho đến khi đạt quả thập địa như Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, tướng hảo quang minh nơi quốc độ của các ngài. Báo thân là thân vô lượng sắc tướng, vô lượng công đức trang nghiêm, không giới hạn mà hàng Bồ Tát tam hiền thập địa mới thấy được. Ngoài ra những cái khả năng phi thường, những cái phẩm chất cao thượng toàn mỹ của ứng thân cũng được xem là một cái phương diện của báo thân Phật suốt 49 năm dạo qua. Đức Phật đã sử dụng báo thân của mình thông qua cái ứng thân để dẫn đường cho chúng sanh về bến bờ giác ngộ, mở ra cái con đường muôn ngàn cánh cửa phương tiện qua độ chúng sanh. Ngày ứng thân và báo thân ra, Đức Phật còn một cái thân thứ ba là pháp thân. Cái bản thể chân như của pháp, các pháp, pháp thân bao trùm khắp pháp giới, cả không gian và thời gian. Pháp thân thường trụ, bất sinh bất diệt, là tự tánh chân thật, là bình đẳng của tất cả các pháp. Trong cuộc đời Đức Phật, ngài thể hiện bằng ứng thân và báo thân, trao dồi trí tuệ và tích lũy công đức, tu tập phá trừ hiệu minh rồi thành tựu được cái pháp thân, hay nói đúng hơn là trở về với Phật thân thanh tịnh. Với cái bản thể chân như, không có một cái sự vật hiện tượng nào rơi vào cái bản thể chân như, và cái bản thể chân như luôn luôn biểu hiện qua cái sự vật hiện tượng. Vì thế mà kinh điển gọi là cái pháp thân hay cái bản thể chân như là Tỳ Lô Giá Na Phật. Biên nhất thiết sứ, mỗi người chúng ta vì còn vô minh vọng động nên pháp thân không phát huy cái hiệu dụng, ví như sống chỉ là cái hiện tượng biến động của nước. Nhưng cái bản thể của sống và nước không hai. Đức Phật tất cả việc làm của ngài đều là diệu dụng của pháp thân, nó tác động đến chúng sanh và các pháp. Sau khi Phật nhập niết bàn, nghĩa là ứng thân chấm dứt, nhưng pháp thân của ngài vẫn thường còn luôn biểu hiện bên chúng ta, được biểu hiện qua cái tinh thần từ bi, trí tuệ và bình đẳng, biểu hiện qua cái đường lối tu tập giác ngộ giải thoát, đời sống đạo đức thánh thiện được các cái thế hệ tiếp nối nhau và kế thừa. Chúng tôi hy vọng rằng cái bài pháp vừa chia sẻ cho quý vị trong chương trình hôm nay phần nào đem đến cho quý vị sự an lạc trong thân tâm. Chương trình Phật giáo xưa về nay tuần này đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.